Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Hiêu Tinh. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài chiều ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ tạm thời rời khỏi cái biến động ở khu vực eo biển Đài Loan để quay trở về Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ là cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Những gì xảy ra trong nền kinh tế của Hoa Kỳ đều ảnh hưởng toàn thế giới. Do đó thì bài phân tích về cái tình hình ở Hoa Kỳ hiện nay trong vấn đề kinh tế cho quý vị thấy rằng là có thể chúng ta sẽ phải đối diện với một cuộc suy thoái, và cuộc suy thoái này sẽ là chưa từng có, bởi vì nó sẽ không giống bất kỳ một cuộc suy thoái nào khác trước đây. Và tình hình này nó đang diễn ra ở khắp Hoa Kỳ và nó gây nguy hiểm cho không những là nền kinh tế của Hoa Kỳ mà nó ảnh hưởng toàn thế giới luôn quý vị. Ok quý vị, trong cách đây khoảng một tuần lễ, hơn một tuần lễ thì Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự tính là trong cái phiên họp của tài khoá tháng 9 họ có thể tăng phân lời thêm 0.75%. Đầu năm nay cho tới bây giờ đã tăng 0.75 và bây giờ lại tăng thêm 0.75, tổng cộng là 1.5 tiền lời cho tất cả các cái món nợ, bao gồm cả những món nợ về thương mại, nhà cửa, địa ốc, vân vân quý vị. Và ngay lập tức, ngay sau khi cái tin này được đưa ra thì hôm nay, tính cho tới ngày hôm nay thì quý vị, cái chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ nó đã giảm đi khá nhiều. Tháng trước, tức là tháng 6 thì chỉ số lạm phát đã đạt tới mức 9.1%, cao nhất trong vòng 41 năm qua. Và tháng này, sau khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra cái việc mà sẽ tiếp tục tăng phân lời thì tháng 7 thì chỉ số về lạm phát đã giảm xuống còn 8.5%. Tuy nhiên vẫn được xem là cao nhất trong vòng 41 năm qua. Quý vị, vẫn được xem là cao so với lại tháng 6. Tuy nhiên thì quý vị, lạm phát giảm nhưng tình hình tại sao tôi nói là nguy hiểm hơn và nó chưa bao giờ có trong vấn đề suy thoái kinh tế. Chính quyền của Joe Biden thì đã lên tiếng bác bỏ và viện cớ vào những cái con số trên Bộ Lao động cho rằng thị trường thất nghiệp đã ít và không có nhiều so với lại cái thị trường ở khắp nơi đều treo bảng mướn người, là cho thấy rằng là kinh tế chưa bị suy thoái. Trong khi đó thì chỉ số âm của cái mức tăng trưởng Hoa Kỳ đã liên tục trong 2 tháng. Và nếu bước qua tháng thứ 3 thì có nghĩa chúng ta đã chính thức bước vào suy thoái. Sự bác bỏ và phủ nhận của Joe Biden là vô lý và có thể rằng là cho thấy rằng là Hoa Kỳ sẽ chính thức bước vào suy thoái. Và điều này theo các nhà nhận định kinh tế sẽ kéo dài cho tới cuối năm 2023. Thì quý vị, đây là nhận định và đây là những gì mà chúng ta thấy được trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà tại sao tôi nói lần này nó nguy hiểm và nó chưa từng có? Tại vì quý vị, tính từ năm 1930 là cái cơn khủng hoảng kinh tế đầu tiên xảy ra tại Hoa Kỳ, được xem là khủng hoảng nhất trong lịch sử từ trước tới bây giờ, tức là gần 100 năm rồi. Nếu mình tính 1930, bây giờ năm 2022, tức là còn đúng 8 năm nữa là chúng ta đánh tròn đúng 100 năm từ cái cơn khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ ảnh hưởng cả thế giới năm 1930. Thì giống như tôi đã từng nói với quý vị, cứ mỗi mười mấy năm thì Hoa Kỳ lại rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế một lần và suy thoái, rồi vài năm sau đó phục hồi lại, tăng trưởng và tiếp tục cái vòng tròn đó xoay liên tục trong vòng 100 năm nay. Coi như là 100 năm nay nó xoay vòng ở chuyện này. Do đó thì cơn khủng hoảng kinh tế ở thập niên 90 hay là 2008 nó đều có một cái tính chất tương tự như nhau. Bởi vì khủng hoảng kinh tế có nghĩa là việc làm không có và người ta kiếm không ra tiền. Và kiếm không ra tiền thì sẽ không trả được các cái hóa đơn, các cái món nợ, nợ xe, nợ nhà, nợ học, vân vân. Quý vị, là nó đẩy cái khủng hoảng kinh tế xuống. 2008 là cơn khủng hoảng kinh tế kéo dài liên tục 8 năm. Dưới thời Obama đã không vực dậy nổi nền kinh tế. Cho tới thời của ông Trump
thì nền kinh tế đã bắt đầu chuyển tốt và có mức tăng trưởng cao lên tới gần 3% trước khi mà chúng ta bị đại dịch. Nhưng quý vị, kể từ khi bị đại dịch thì cơn suy thoái kinh tế lần này nó không giống lần trước. Những lần trước giống như tôi nói là bởi vì tình trạng thất nghiệp cao và thiếu việc làm. Do đó nó ảnh hưởng toàn bộ kinh tế. Tức là cái thị trường việc làm nó ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trong những lần trước, lần này thì quý vị, nó khác và nó ngược lại. Kinh tế có thể bị suy trầm và suy thoái trong lúc việc làm vẫn mở ra. Nếu chúng ta nhìn vào con số của Joe Biden và Bộ Lao động đưa ra thì chúng ta nói, ủa, vậy thì đâu có suy thoái. Tại vì đi các nơi từ nhà hàng cho tới chợ búa, cho tới những cái tiệm nail, tất cả đều đăng bảng mướn người hết mà không có người đi làm. Không có đủ nhân công đi làm. Thì quý vị, nếu nhìn vào con số và cái chỉ số thất nghiệp ở trên Bộ Lao động thì chúng ta thấy rõ là chưa có suy thoái. Nếu chúng ta nhìn theo cái hướng này. Nhưng nếu nhìn sâu vào thì quý vị mới thấy là cái tình trạng nó nguy hiểm. Tất cả những cái địa điểm mướn người, từ nhà hàng, chợ, cho tới một số những cái tiệm nail hay là tiệm salon, thì quý vị thấy đầy rẫy, từ ở California qua tới Houston, qua tới Virginia, tất cả đều treo bảng mướn người nhưng không mướn được người. Quý vị, đây là những người tôi gọi là những người lao động mà không có chuyên môn. Không có chuyên môn thì tình trạng này thiếu hụt rất nhiều. Ngược lại, trong những lĩnh vực mà chúng tôi gọi là professional job hay là skill job, thì quý vị, nó bị thất nghiệp. Bằng chứng là các công ty IT, tức là các công ty về kỹ thuật, tập trung ở Silicon Valley, tức là khu vực ở California, thì quý vị, tình trạng thất nghiệp ở các cái chuyên môn mà cao đó quý vị, đã xảy ra rất trầm trọng. Những người ở cái tình trạng chuyên môn này, các công ty, nhất là những cái công ty về chuyên môn về cơ giới, tức là về cơ khí và về ngành kỹ thuật, đã bị thiếu hụt. Là bởi vì họ không đủ khả năng tài chính. Họ đã cắt giảm nhân sự. Từ ngành xe, bởi vì không có đồ phạt, tức là không có những cái phụ tùng, cho tới chip điện tử, khiến cho nhiều công sở phải đóng lại không sản xuất. Cho tới những cái công ty về IT, tức là về kỹ thuật đó quý vị, thì đều bị vướng vào cái tình trạng là bị overload, tức là mức lương trả cho nhân công quá cao, và nó đã ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của các công ty, và họ liên tục sa thải từ Netflix qua tới công ty Google cho tới công ty Facebook và kể cả Twitter. Bây giờ đã giảm cái lượng người mướn của họ. Và các công ty về sản xuất xe được thúc đẩy sản xuất xe điện, thì quý vị, những công nhân truyền thống về cái ngành cơ khí đó, họ chưa có kinh nghiệm lắp ráp xe điện. Họ cần một cái thời gian huấn luyện và kể cả một số những cái kỹ thuật khác trong việc lắp ráp xe điện. Nó mất khoảng mấy năm. Ít nhất giai đoạn này mới bắt đầu là khởi đầu cho xe điện. Do đó, những công nhân truyền thống dần dần bị mất việc làm. Thứ nhất là do tình trạng thiếu phụ tùng, thiếu chip điện tử, khiến cho các công xưởng phải giảm mức sản xuất. Và nó ảnh hưởng tất cả những công nhân này. Còn quý vị xem cái tình trạng mà mướn người ở khắp nơi không có, như là nhà hàng, chợ búa, thì những cái nghề không chuyên môn này, thì tại vì lương thấp người ta không làm. Ở những ngành này thì lương tối thiểu mà người ta trả, mà lương mà cao đó, thì cao lắm $15 cho tới $18 một giờ thôi. Không hơn được. $15 là nhiều nhất, nếu có thể cao hơn tại New York, những cái San Francisco, những cái thành phố mà có đời sống cao, có thể là một anh bồi bàn, một waiter, một waitress có thể được trả lên tới 18 cho tới 20 Mỹ Kim cho một giờ đồng hồ. Thì quý vị, nhưng mà những nơi này thì cái chi phí đời sống rất cao. Ví dụ như ở San Francisco, giá một căn nhà không dưới $1.5 triệu. Từ $1.5 triệu cho tới 2 triệu mấy trở lên. Tôi nói một căn nhà gọi là thấp. Ở Bắc California bây giờ, giá một căn nhà không dưới $1 triệu. Thì quý vị, do đó lương cao ở những nơi này vẫn không đủ cho cuộc sống. Còn những cái tiểu bang mà được xem là tương đối có cái đời sống nó nhẹ nhàng hơn đó quý vị. Ví dụ như Texas đó quý vị. Thì riêng trường hợp của Austin thì nhiều hãng về thì nó đang tăng lên.
Nhưng mà còn những khu vực khác thì nó vẫn trầm trầm như vậy. Và người dân bắt đầu chọn lọc việc làm hơn. Chính điều này nó đã làm ra cái tình trạng mà chúng ta cảm thấy rất nghịch lý. Thị trường việc làm nhiều, nhưng tình trạng suy thoái vẫn xảy ra. Đây là điều nghịch lý ở trong nền kinh tế của Hoa Kỳ trong 100 năm nay. Nếu mà tôi tính từ cái cơn khủng hoảng năm 1930. Và điều này tại sao tôi nói là nó nguy hiểm? Bởi vì những người mà làm trong những cái nghề mà nó mở ra việc làm nhiều, từ nhà hàng, chợ búa, cho tới một số những công việc bằng tay chân, bằng bắp thịt đó quý vị. Nó không tạo nhiều tài sản bằng cái lực lượng chuyên môn, mà nhất là lực lượng chuyên môn cao cấp. Lực lượng này mới tạo ra những cái tài sản lớn cho đất nước Hoa Kỳ. Quý vị thấy 10 người nhân viên làm việc bắp thịt, lương của họ cộng lại chỉ bằng 2 nhân viên làm lương với trình độ cao. Mà những người ở cái cấp này đó quý vị, thì lại bị sa thải. Thì họ bị đẩy xuống những cái bị sa thải rất đông. Trong khi đó ngược lại, những cái nghề mà tôi vừa nói đó, với cái mức lương tối thiểu đó, là tùy theo mỗi tiểu bang, nhưng tôi cứ lấy cái dấu mốc là 15 Mỹ Kim một giờ đi. Thì quý vị, người ta nói rằng 15 cho tới 18 Mỹ Kim không đủ sống. Ví dụ như ở Los Angeles. Los Angeles là cái nơi đã quy định lương tối thiểu cho làm ở McDonald's, làm ở tại Burger King, làm ở tại Starbucks vân vân. Thì lương tối thiểu đã là 15 đồng một giờ rồi. Thì quý vị, không đủ sống. Với một căn nhà tại Los Angeles bây giờ tròm trèm 1 triệu Mỹ Kim. Và giá xăng bây giờ ở tại California là vẫn 5 Mỹ Kim cho 1 gallon. Trung bình 5 Mỹ Kim cho 1 gallon xăng. Với mức lương chỉ có 15 đô la một giờ. Thì quý vị, họ không đủ sống. Chính vậy, chẳng thà ở nhà ăn tiền thất nghiệp và lãnh những cái tiền khác được tài trợ từ chính phủ, nó còn lợi hơn là đi làm nữa. Nó còn lợi hơn là đi làm nữa. Do đó quý vị, ở những cái nghề này đó thì rất là thiếu nhân sự. Nhưng ngược lại, những nghề chuyên môn, từ những IT cho đến những kỹ sư về cơ khí, thì lại bị thất nghiệp. Thì lại bị thất nghiệp trầm trọng. Ít nhất trong giai đoạn này, giữa lúc phân lời của là cái quỹ dự trữ liên bang đang chuẩn bị tăng. Mà chuẩn bị tăng có nghĩa là có nhiều người trong năm tới, từ đây cho tới năm tới, sẽ mất nhà mất cửa. Lý do là bởi vì họ mua nhà nhưng không trả nổi cái tiền phân lời tăng cao. Tại vì giống như tôi từng phân tích cho quý vị, ở Mỹ này đó, thì người ta mua nhà là người ta vay tiền ngân hàng, chứ ít ai trả một lần. Ít ai mà mua nhà trả một lần lắm. Đa số là bỏ xuống 10%, 20%, 30%, 40%. Số tiền còn lại là vay từ ngân hàng. Mà vay từ ngân hàng đó quý vị, thì nó có hai loại vay. Tức là một là nó gọi là fixed loan, tức là dưới cái mức ấn định, thì quý vị sẽ được cái phân lợi cố định. Dù là phân lợi có lên hay xuống, nó không ảnh hưởng tới cái món nợ của quý vị. Nó gọi là fixed loan. Còn nếu như nó gọi là jumbo loan, thì tức là quý vị mượn cái món nợ cao hơn cái quy định của Freddie Mac, thì quý vị, cái phân lời nó sẽ lên xuống tùy theo thị trường. Ví dụ như ở Texas đi, ngay tại đây đi, quý vị lấy cái câu chuyện tôi mua nhà làm một cái đề tài cho quý vị dễ. Năm ngoái tôi mua nhà với phân lời chỉ có 3 mấy phần trăm, 3.17%, và tôi bỏ 25% tiền down. Thì quý vị, tôi mượn lại cái nợ là khoảng 502.000. Thì quý vị, ở Texas quy định là dưới 526.000 thì nó sẽ là fixed loan. Mượn cái nợ trên 526.000 thì nó là jumbo loan. Thì tôi mượn cái nợ có 502.000 thì tôi nằm ở fixed loan. Bây giờ phân lời đã lên tới 6%. Phân lời tôi đang trả cho ngân hàng bây giờ là 3.17%. Thì bây giờ phân lời có lên 10%, 20%, nó không ảnh hưởng cái nợ nhà của tôi. Tôi vẫn chỉ trả ở cái mức là 3.17%. Nhưng những ai mượn cái nợ ở Texas này mà trên 526.000, thì quý vị sẽ rơi vào jumbo loan. Jumbo loan có nghĩa là trước khi mà phân lời nó lên đó, thì quý vị trả cái số tiền, tôi lấy ví dụ là 3-4.000 một tháng, thì có thể lên tới 4.000, 4.000 mấy một tháng. Tức là nó lên mấy trăm đô la.
mỗi tháng quý vị phải trả thêm mấy trăm đô la cho cái tiền lời của ngân hàng nếu quý vị thuộc dạng chăm bồ lôn. Đó là tôi nói một cái trường hợp của một người bình thường với 20% tiền đao tiền nhà. Thì quý vị, việc làm ở những người mà mua được nhà, tức là họ có cái khả năng tài chính cao nhờ cái công việc chuyên môn, kỹ sư hay là software engineer, hay là những cái nghề mà có chuyên môn cao, được trả lương tới khoảng từ 25 đô la cho tới 50 đô la một giờ, là những người có chuyên môn cao, họ được trả tiền. Thì bây giờ quý vị, cái thành phần này bị thất nghiệp, cái thành phần này lại bị thất nghiệp, trong khi họ bây giờ biểu họ đang làm lương là 25 cho tới 50 đô la một giờ, bây giờ kiếm không ra việc làm ở công việc chuyên môn của mình, họ phải nhảy xuống tạm thời đi làm ở McDonald's với giá 15 Mỹ Kim một giờ, thì cái lợi tức của họ đã rớt xuống rồi, cộng thêm cái tiền nhà lại tăng lên nữa. Thì quý vị, đây là tình trạng nguy hiểm và nhiều người bị mất nhà. Chưa kể có những người bởi vì cái khát vọng mua nhà quá nhiều, cho nên là cố gắng cả gia đình hùng tiền lại mua một căn nhà. Nhưng mà ví dụ như ở California, căn nhà trị giá tới 1 triệu đô la. Thì quý vị hùng tiền nhau lại vẫn không đủ. Nhưng nhờ cái tín dụng tốt lần đầu tiên mua nhà, chính phủ không bắt buộc quý vị phải đao 20%, mà chỉ cần 10% tiền đao thôi. Tức là mua căn nhà 1 triệu bỏ 100 ngàn ra đao thôi, thì quý vị sẽ bị cộng cái tiền PMI, tức là Private Mortgage Insurance, là hết mấy trăm đô la rồi. Bây giờ mượn cái nợ lên tới 900 ngàn, trong khi ở California cái quy định của Freddie Mac là 720 mấy ngàn, 721 ngàn hay 741 ngàn là cái mức của chăm bồ lôn và fix loan. Dưới đó, mượn cái nợ dưới đó là fix loan, mượn cái nợ trên đó là chăm bồ lôn. Quý vị mượn một cái nợ 900 ngàn, lúc trước á phần lời nằm dưới khoảng 3-4 chấm, thì quý vị trả khoảng 4-5 ngàn một tháng. Bây giờ phần lời nhảy lên 6 chấm, thì cái phần lời của quý vị khi nằm ở chăm bồ lôn nó nhảy lên theo, thì có nghĩa là quý vị sẽ phải trả lên tới 5 ngàn mấy một tháng, 5 ngàn mấy, 6 ngàn một tháng, cộng thêm private mortgage insurance, cộng thêm tiền thuế đất vân vân, thì quý vị cái chi phí nó cao lên, nó đội cao lên như vậy. Trong khi đó cái nghề chuyên môn của quý vị lại bị thất nghiệp, tại vì các công ty các cái cơ xưởng mà sản xuất xe đó thì họ cắt giảm bởi vì không đủ phụ tùng. Rồi chính các công xưởng của những cái hãng IT, từ những công ty như là về Intel nè, rồi về Nvidia nè, những công ty này đó quý vị, họ vẫn thiếu phụ tùng, vẫn thiếu chip điện tử, cho nên họ cắt giảm sản xuất suốt. Và cắt giảm sản xuất chưa đủ, phải sa thải người. Thì những người ở cái chuyên môn này thất nghiệp. Những thành phần ở cái phần chuyên môn này đều bị thất nghiệp hết. Và khi mà họ bị thất nghiệp thì bây giờ tạm thời làm cái gì cho nó đủ xã hội đã, chứ không thôi lấy tiền đâu trả cái bill nhà quá cao, rồi chưa kể tiền xe, tiền học con cái và những cái hóa đơn khác cộng lại một tháng. Do đó không thể để thất nghiệp được, họ phải đi làm những cái job 15 đô la, 16 đô la một giờ, trong khi trước đó họ làm 35 đô la, 40 đô la một giờ. Thì quý vị, nó xuống còn phân nửa hoặc 1/3, họ sẽ không đủ xã hội, và chỉ cần 3 tháng không trả tiền nhà là ngân hàng nó lập thủ tục, nó kéo nhà rồi. Rồi lại phải đi làm cái modification, hay là phải đi làm short sale căn nhà của mình. Thì quý vị, trận suy thoái này nó nguy hiểm ở chỗ là thành phần chuyên môn bị mất việc, trong khi đó những cái nghề bắp thịt thì lại không có người làm, khiến cho nhiều cơ sở thương mại, nhiều cái nhà hàng phải đóng cửa. Tức là ngành tiểu thương cũng chết, mà cái ngành mà cao cấp cũng chết. Ngành tiểu thương bởi vì không có nhân sự làm, không đủ, là không có đủ người làm, là coi như là không có thể mà bán buôn được nữa, họ phải đóng cửa. Nhiều nhà hàng ở tại Virginia, ở tại California và ở tại Texas đóng cửa, không phải vì buôn bán không được mà vì không có nhân viên làm việc. Ngược lại, những cái ngành cao cấp thì lại sa thải. Đây là một cái tình trạng mà tôi nói là chưa bao giờ có ở trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Do đó, dựa trên tất cả những cái bài mà tôi vừa phân tích, cho thấy rằng nước Mỹ đang đi vào một cái cục thế rất nguy hiểm. Mặc dù Joe Biden vừa ký xong 52 tỷ Mỹ kim tài trợ cho ngành semiconductor tại Hoa Kỳ, tức là ngành chất bán dẫn. Nhưng mà ngành này bây giờ bắt đầu ký tài trợ và bắt đầu tụt là, thì quý vị, nó cũng mất khoảng 2 tới 3 năm nó mới bắt đầu kéo được cái nền kinh tế. Chứ không phải ký xong cái ngày hôm trước, ngày hôm sau là toàn bộ ngành semiconductor có thể kéo toàn bộ kinh tế lên được. Mà ngành này đó quý vị, nó đòi hỏi chuyên môn thì có thể mướn được một số người, nhưng mà họ cũng phải qua quá trình về training lại. Tại vì ngành semiconductor và chip điện tử bây giờ nó đi qua một level mới, nó không còn nằm ở cái chapter cũ, tức là cái truyền thống cũ nữa. Nó lật hết tất cả mọi thứ lại. Nó sử dụng AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Nó sử dụng những cái kỹ thuật mới để nó sản xuất. Thì những cái người chuyên môn này cũng phải qua một cái quá trình training tối thiểu, nhanh nhất cũng là 3 tháng, mà chậm nhất là 1 năm, thì mới adjustable, tức là mới phù hợp với lại cái công việc của đòi hỏi trong cái xu thế mới. Thì quý vị, nó kéo xuống hết. Trong khi đó, những công nhân của ngành năng lượng truyền thống thì bị sa thải, ngành cơ khí thì bị sa thải, và chính những cái công ty về kỹ thuật cũng chưa có cái sản phẩm mới nào để kích thích được nền kinh tế. Tất cả chỉ là nâng cấp thôi. Cái iPhone cũng là thêm một hai cái nhu liệu mới, cái iPad cũng thêm vài ba cái nhu liệu mới, chứ không phải là một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Thì quý vị, nó chỉ là nâng cấp thôi. Mỗi một năm nó ra một cái iPhone 13, 14, 15 thì nó cũng chỉ là cái kiểu iPhone như vậy, vẫn là con chip đó, vẫn là chỉ thay đổi một số những cái nhu liệu ở trên đó thôi, và có thể sử dụng một số những con chip mới hơn thôi. Nó không phải là một cái sản phẩm hoàn toàn mới để đáp ứng cái nhu cầu của mọi người. Thì bây giờ cái mà họ tập trung vào là cái xe điện. Nhưng mà xe điện, giống như tôi nói, là bây giờ cái nguyên liệu cung cấp bình điện vẫn chưa đủ. Nguyên liệu cung cấp tức là cái lithium. Bây giờ bị giành giật nhau các cái khoáng mỏ, các cái nguồn thu về lithium rất là nhiều. Trong khi đó, sản xuất lithium thì nó đồng thời nó cũng sẽ sản xuất ra cái khí carbon. Một điều mà chính quyền Joe Biden đang tìm cách gọi là thúc đẩy cái chiến dịch gọi là chống lại khí hậu toàn cầu. Thì quý vị, giữa những cái ô nhiễm thì họ chọn là cái ô nhiễm ít nhất. Nhưng mà chọn cái này thì quý vị, để khai thác chất lithium này đó, thì nó cũng sẽ gây ra ô nhiễm. Do đó, gần như là cái bài toán kinh tế của Joe Biden đều nằm bị động. Mà nếu như nền kinh tế của Hoa Kỳ mà rơi vào thế bị động, tức là game tới đâu chơi tới đó, điều chỉnh tới đó, thì quý vị, nền kinh tế bấp bênh này nó ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Không riêng gì ở tại Mỹ, mà nó sẽ ảnh hưởng cả Á Châu, nó ảnh hưởng cả Âu Châu. Bởi vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế của toàn cầu. Nó bị suy thoái, nó rơi vào khủng hoảng thì toàn cầu đều bị. Toàn cầu đều bị hết. Và toàn cầu bị, bây giờ cộng thêm là quý vị, cái vấn đề mà gọi là thất mùa ở năm nay, một số những cái quốc gia mà sản xuất nông nghiệp đã không sản xuất đủ cái nhu cầu cung cấp lương thực, thì nó sẽ tạo ra tình trạng lương thực bị khan hiếm. Đó quý vị thấy, nhiều quốc gia ở Trung Đông bây giờ lâm vào nạn đói, và kể cả Phi Châu. Thì quý vị, cái việc mà sản xuất nông sản năm nay đã bị giảm hơn so với năm ngoái, thì có nghĩa là, rồi chưa kể cái cuộc chiến tại Ukraine nó cũng giới hạn khá nhiều nữa. Tức là những cánh đồng bị tàn phá, không thể trồng trọt được. Thì nó sẽ giảm đi cái lượng lương thực của thế giới, và giảm đi như vậy thì tình trạng khan hiếm lương thực và giá cả lương thực vẫn đội lên cao. Bất kể giá năng lượng có thể xuống, tức là giá dầu thô có thể giảm xuống, nhưng mà chi phí của lương thực vẫn lên chứ không xuống. Thì quý vị, điều này nó ảnh hưởng toàn diện. Lúc trước chúng ta năm 2008 chúng ta bị cơn khủng hoảng kinh tế. Thì quý vị, cơn khủng hoảng kinh tế này nó không đến mức mà thiếu hụt nguồn hàng, nó không đến nỗi thiếu hụt cái nguồn lương thực trầm trọng. Năm 1991 Hoa Kỳ cũng đã bị khủng hoảng kinh tế. Lúc đó dân của ở Houston phải bỏ nhà cho nhà người khác để giữ tín dụng, bỏ của chạy lấy người luôn. Nhưng mà quý vị, giá lương thực và cái nguồn cung cấp vẫn đầy đủ. Còn bây giờ chúng ta bị vào một cái tình trạng rất nghịch lý.
nguồn cung cấp không đủ, tức là nguyên liệu không có, lương thực giá cao, năng lượng có giảm xuống chút đỉnh trong thời gian qua, nhưng vẫn ở mức cao nhất. Cao nhất, cao hơn cả cái thời Obama làm tổng thống nữa. Thì quý vị, tất cả những cái này nó tác động vào nền kinh tế trên toàn cầu. Cộng thêm cái tình trạng mà bị, giống như tôi nói, là cái mức lương đã không đáp ứng được cái đời sống hàng ngày. Lúc trước quý vị, cách đây độ 10 năm, ai mà ra đường khoe làm mức lương 15 đô la một giờ đó là hãnh diện vô cùng. Mặc dù là họ không có chuyên môn, nhưng mà làm được tới mức lương 15, 16 đô la một giờ là coi như là rất là hạnh phúc. Bây giờ 15, 16 đồng còn bị chê. Tức là cái đời sống nó đẩy lên quá cao, cái chi phí đẩy lên quá cao, mà cái mức lương đáp ứng không nổi cái chi phí. Và tình trạng này nó tréo căng ngỗng. Do đó quý vị thấy thị trường việc làm nhiều, nhưng nếu mà mình soi kỹ lại, mình nhìn vô cái mức thất nghiệp, thành phần chuyên môn, thành phần professional và cái thành phần mà gọi là little bit skill, tức là có một chút cái chuyên môn, và những người làm bằng bắp thịt không cần chuyên môn, quý vị sẽ thấy được cái sự nguy hiểm nó nằm ở đó. Chứ không phải là ô chỉ số lao động bây giờ hưởng lao động vẫn ít, không có nhiều. Tức là mọi người có việc làm, đành rằng mọi người có việc làm, nhưng mức lương không đủ. Mức lương không đủ giống như họ nghĩ và giống như họ đã từng làm. Cho nên về nhìn con số thì thấy đẹp, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ vô đó quý vị, nó là một cái con số ảo. Giống như bên Việt Nam mà nó là đi bán vé số cũng tính là có việc làm, y chang như vậy. Hay là đi lái xe Grab cũng được xem là có việc làm. Thì quý vị, nó cái kiểu này đó, nó đang đẩy cái nền kinh tế Hoa Kỳ vào nguy hiểm. Và nếu mà không có một cái chiến lược rõ ràng để tạo lại tài sản ở đất nước này, thì chúng ta sẽ bị suy trầm không biết kéo dài bao nhiêu. Lần trước 2008 kéo dài 8 năm. Từ 2008 tới 2016, nền kinh tế Hoa Kỳ bung dậy không nổi. Trung Quốc nhảy lên chiếm cái vị trí thứ hai. Nếu cái chiến lược này nó bị lặp lại cái lịch sử năm 2008, thì quý vị, Trung Quốc sẽ qua mặt, đứng đầu. Chắc chắn luôn. Và lúc đó nền kinh tế Hoa Kỳ và cả Âu Châu sẽ bị suy trầm, không biết ngày nào ngóc đầu dậy nổi. Bởi vì không có một cái chiến lược rõ ràng. Và bởi vì thúc đẩy những cái nghị trình mà nó không có cái sự khẩn cấp bây giờ, khiến cho cả thế giới bị thiếu hụt tùm lum. Thì quý vị, đây chính là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh đến, là nhiều người Mỹ, nhiều người Việt ở Mỹ sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức từ đây tới năm tới. Nhất là những người mà cố gắng lắm mua được một căn nhà quá tầm tay của mình, thì cái nguy cơ mất nhà, mất tài sản của họ sẽ rất cao. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 1 ngày nay của tôi, cho thấy tình hình kinh tế của Hoa Kỳ dưới thời của Joe Biden sẽ lâm vào một cái cơn suy trầm mà chúng ta không biết ngày nào ra nếu tiếp tục những chính sách này. Ok quý vị, và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau.